À, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thống Mô Tô. Tôi là Hoàng Thống Mô Tô. Cũng được sự quan tâm của rất nhiều cô dì, chú bác, anh chị em. Thì hôm nay Hoàng Thống xin phép giới thiệu lại hai cái bản là xe ba bánh chạy xăng sử dụng động cơ 125cc. Đấy. Thì ở đây có hai bản. Cái bản bên tay phải của Hoàng Thống là có cái đầu cao hơn đây thì là một chiếc bản chở người, còn cái bản thấp hơn một xíu đây là mẫu đa năng nhé các bạn nhá. Thì hôm nay thì Hoàng Thống sẽ đi vào chi tiết luôn từ đầu và phần từ phải này sang trái. Đấy. Đầu tiên đây là một chiếc xe ba bánh đa năng thì chúng ta được sử dụng một cái lốp 3.50 trừ 10 ba lốp như nhau, ba lốp như nhau nhá. Ba lốp như nhau là 3.50 trừ 10. Sử dụng động cơ của nó là 125cc. Dung tích xi lanh là 125cc. Đấy. 4 số. Có 4 số thì là có 4 số giống như như chiếc chiếc xe máy Jimny bình thường này. Đấy, 4 số như vậy. Và cái phần này là cái phần đảo chiều tiến lùi nhé. Đấy. Đảo chiều tiến lùi, nghĩa là từ số 4 thì các bạn cũng có thể lùi được. Đấy. Chị, hoặc là số 1 chúng ta cũng có thể lùi được vì cái này nó chỉ tác dụng là đảo chiều. Và chiếc xe này Hoàng Thống đã thử chở tải nhá, đã thử chở tải lên đến 700 kg, 700 kg mà có phần là leo dốc nha các bạn nhé. À, có phần leo dốc. Thì cái xe này đa năng, thì đa năng nó có những gì, là nó là như thế nào? Đây. Đây các bạn đang thấy là đây là một cái phần chở hàng. Đây là một cái phần thùng chở hàng. Đấy, các bạn thấy không ạ? Đấy, một cái phần thùng chở hàng và phần đằng sau này chúng ta nó cũng có thêm một cái phần mở đuôi đằng sau. Đấy, mở đuôi đằng sau. Đấy, mở đuôi đằng sau. Có hai phương án để các bạn có thể là sử dụng chiếc xe này. Thứ nhất, chúng ta lại có thể chở hàng. Chở hàng thì chúng ta có nhiều phương án. Nếu mà chúng ta chở hàng vừa vừa thì để nguyên bản như thế này. Nếu mà chúng ta chở hàng cao nặng cao hơn nữa thì chúng ta có thể độ độ phần thùng lên cao và độ mái, độ các kiểu thì đó là việc anh chị em về chúng ta tự xử lý. Bởi vì là nguyên bản Hoàng Thống bán là như thế này, xe như thế này. Tất nhiên là hai xe đều có gương lược các kiểu đi đi theo, nhưng mà hôm nay Hoàng Thống chỉ cầm một bộ để mang tính chất minh họa thôi. Đấy. Và cái xe này còn một chức năng nữa, đó là chúng ta có thể chở người được. Đấy, chở người thì chúng ta hoán đổi trong vài giây. Đấy. Vài giây. Đấy. Đây là phần chở người. Chở người yên thì rộng một 60 phân. Cái yên rộng 60 phân. Và phần chở người ấy, thì là chúng ta có thêm cái này này. Ví dụ như là có trẻ con hoặc là người ngồi đằng sau ấy, mà nó có chân yếu nhấc lên nó khó khăn thì chúng ta có một cái cửa đằng sau này, này. Đấy. Có một cái phần cửa đằng sau này. Đấy. Ví dụ như này, chúng ta bước lên cầm vào đây này, cầm vào này, cầm vào cái tay bước này cho trẻ con ấy, ví dụ như thế, và chúng ta bước lên đấy, rất là có cái bệ bước ở đây. Đấy, rất là an toàn và tiện lợi. Nếu mà xong ấy, thì chúng ta có thể là đóng cửa vào. Đóng cửa vào thì cũng rất là, cái này có phần cái phần chốt này. Nếu mà chúng ta chở hàng ấy, chúng ta chốt vào, không cần cái ghế này nữa, chúng ta chốt vào. Và cái phần nếu mà anh em quan tâm đến cái kích thước của cái thùng này ấy, thì Zalo với Hoàng Thống với cái số điện thoại 0985 839983 để Hoàng Thống gửi cái thông số chính xác của toàn bộ xe này cho. Thì qua video này thì Hoàng Thống chỉ giới thiệu qua qua về những cái chức năng cơ bản của dòng xe này. Thế là vừa đa năng, thế là vừa chở hàng được, vừa chở người được. Đấy, xe dài 2,3 m, rộng đâu đó chẳng nhớ. Cái động cơ 125 4 số mà ở chúng ta hệ thống an toàn thì chúng ta có phanh tăng trống 3 bánh. Phanh tăng trống 3 bánh, có phanh tay, phanh chân đằng sau. Thế ra ngoài ấy, thì nó là phanh chân đằng sau nha các bác nhá. Đằng sau là phanh chân. Tất nhiên thì ở trên xe thì đầy đủ
xi nhan đèn còi không nói làm gì rồi, đầy đủ xi nhan đèn còi không nói. Đấy, và chiếc xe này ấy, thì Hoàng Thống đang bán với giá là 33 triệu, 33 triệu nha các bạn nhá, xi nhan đèn còi đầy đủ. Còn đến cái phần này, phần này đây là một chiếc xe 3 bánh cũng động cơ 125cc. Và chúng ta có cái gì, chúng ta được sử dụng là 3 người ngồi nha các bạn nhá. Người ngồi lái thì có vẻ VIP hơn một chút. Người ngồi lái thì VIP hơn một chút. Ghế này có thể là tiến lùi được một xíu. Và cái phần ghế lái thì chúng ta có thể ngả tựa lưng, ngả xuống. Đấy, phần ghế lái. Đấy. Và gục xuống. Đấy. Đấy, đấy là phần ghế lái. Và phần ghế lái còn có phần tự, để tay nữa nhé. Để tay cho người lái. Đấy. Đấy. Ở phần đằng sau này thì chúng ta có thể ngồi được. Đây là cái gương theo xe này. Ở phần đằng sau này chúng ta có thể ngồi được hai người lớn. Yên rộng 70 phân. Yên rộng 70 phân. Và chúng ta có một cái hệ thống bình xăng ở hai bên. Ở hai bên. Và hai cái bình này thì được thông với nhau qua một cái ống, thì nguyên tắc bình thông nhau thì chúng ta nó thông nhau, vì chúng ta đổ ít thì từ từ thì nó sẽ thông, nhưng mà đổ ầm ầm một cái là nó chưa kịp thông đâu, bởi vì cái ống này nó bé, nó chỉ tầm mấy ly này, cho nên là nó sẽ không kịp thông nhanh được. Đấy. Thì, hai cái bình 5 lít một cái xe này thì chúng ta có thể là đổ được hơn 10 lít xăng ở đây nhá. Và ở đây chúng ta có một cái lốp sơ cua này. Đấy. Ở đây chúng ta có một cái lốp sơ cua. Thì cái xe này sử dụng lốp 3.75-12 đối với 3 lốp. Nhưng mà cái xe này được nhà máy kèm theo là một cái lốp sơ cua đằng sau này. Cái lốp này, cái bánh này ấy, thì nó sẽ giống cái bánh này này. Cái bánh đằng sau này. Đấy. Bánh đằng sau thì nó giống y chang luôn, mâm miếc giống y chang luôn, như nhau, thông số như nhau, thông số ba lốp thì như nhau, nhưng mà cái xe này có lốp sơ cua đằng sau thì cái mâm này giống y chang nhau. Thì bật mí một cái sự khác biệt nữa, đó là cái xe này được sử dụng hệ thống là ba phanh đĩa thì nó rất là an toàn. Lúc đấy vừa có một bác vừa điện thoại cho mình bảo: ô tại sao đằng trước cũng là phanh đĩa đi, làm gì mà cần gì phải an toàn thế. Nhưng mà đối với những cái dòng nâng cấp ấy, những cái dòng xe cao cấp hiện tại bây giờ, kể cả ô tô hoặc là xe máy, những cái dòng cao cấp ấy, thì họ bây giờ hoàn toàn sử dụng những cái phanh đĩa này rồi. Ví dụ như là bạn bác có thể quan tâm tham khảo như một chiếc Exciter 2022, 2023 này chẳng hạn. Bây giờ họ cũng toàn sử dụng thang đĩa. Bây giờ ô tô người ta cũng, nếu mà những dòng cao cấp thì cũng sử dụng 4 thang đĩa rồi. Đấy. Xe này cũng thuộc dạng đắt tiền, cũng không phải là hàng bình thường, cho nên cũng là hàng cao cấp, cho nên là cũng là 3 phanh đĩa. 3 phanh đĩa là sao? Bởi vì chúng ta sử dụng khóa đĩa. Cái dòng thang đĩa là dòng an toàn nhất trong các loại thắng hiện tại bây giờ rồi. Những xe thể thao nó cũng là dùng thắng đĩa, nhưng mà chúng ta cũng không phải là so sánh đến những dòng xe siêu xe thể thao, nhưng mà đúng là an toàn rồi đấy. Khi mà thắng vào ấy, chúng ta bóp cái này vào thì nó rất là cứng, nó xe không bị trôi nữa, rất là an toàn phải không ạ? Đấy. Chúng ta sử dụng 3 thắng đĩa. Tất nhiên trên tất cả các dòng xe này thì là đều đầy đủ xi nhan đèn còi, mọi thứ rất là đầy, mọi thứ đầy đủ. Xi nhan đèn còi này, xi nhan đèn còi đầy đủ hết này. Đấy. Đấy. Cảnh báo nguy hiểm, đây là đèn cảnh báo nguy hiểm. Ở trên xe chiếc bản cao cấp này chúng ta có thêm cả vòng tua máy. Đây là số 123 thể hiện ở đây này. Còn đây xi nhan trái phải, cốt pha, đây là km/h. Và ở đây thì có phần on off của cái động cơ. Đấy. Xi nhan đèn còi đầy đủ nhé các bạn nhé. Cái đấy, cái này cũng có xi nhan đèn còi đầy đủ, cũng có on off động cơ, cũng có vòng tua máy, nhưng mà nó sẽ có sự khác biệt hơn một xíu.
Bên này toàn dùng là đồ điện tử, còn bên này có một chút gọi là có cơ. Đấy. Thì xe này Hoàng Thống đang bán với giá là 36 triệu chưa bao gồm phí vận chuyển. Chiếc xe đa năng này bán 33 triệu và chiếc này bán 36 triệu chưa bao gồm phí vận chuyển. Thì cả hai cái mẫu này và xe ba bánh ở Việt Nam nói chung thì là chưa thể đăng ký được biển số nha các bạn nhé. Xe ba bánh ở Việt Nam chưa thể đăng ký được biển số. Nghị định 05/2008. Các bác nào quan tâm thì search Google Nghị định 05/2008 đối với những cái dòng xe ba bánh này. Và Hoàng Thống được rất là nhiều hỏi gần như là ai cũng hỏi. Ít, nếu mà có 10 cuộc thì đến 6-7 người hỏi về cái thủ tục đăng ký này. Đấy. Nhưng mà thực ra cái dòng này thì ở Việt Nam không đăng ký được. Mọi người cũng có thể tham khảo trên thị trường, bởi vì trên đường luôn ấy, thì là trên đường thì không có xe nào đã đăng ký được biển số, đúng không ạ? Xe ba bánh không ai đăng ký được biển số, trừ những xe sử dụng trong mục đích quốc phòng, mục đích an ninh, mục đích quốc phòng và xe an ninh như là xe công an và xe bộ đội ấy, thì được phép đăng ký, còn dân thường hiện tại là chưa. Đấy. Ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến video của Hoàng Thống. Nếu mà mọi người quan tâm đến cái mẫu 36 triệu và mẫu 33 triệu có những ưu điểm, nhược điểm gì, có thể trực tiếp liên hệ với số điện thoại 0985839983 của Hoàng Thống, hoặc số đó có Zalo này, có trên Zalo ấy, các bác có thể là kết bạn Zalo với Hoàng Thống để hỏi về những mẫu xe này, Hoàng Thống có thể giải thích chi tiết hơn, hoặc là comment chia sẻ cho Hoàng Thống, comment ở dưới phần bình luận của video này thì để Hoàng Thống có thể giải đáp những thắc mắc mà các bác đang quan tâm. Ok, cảm ơn các bác đã quan tâm. Hoàng Thống xin chào, chúc các bác một cuối tuần vui vẻ.